Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Đây, hiện tại trên màn hình chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện dát bạc một chiếc cuốn thư gỗ mít cho khách hàng ở Thanh Ba. Đây là quá trình dán bạc của chúng tôi. Đây, sơn rất nhiều lớp sơn phủ rồi, chúng tôi sẽ dát một lớp bạc mỏng lên. Đang trong quá trình dát bạc rồi nhé. Đây một chiếc câu đối, chúng tôi đã xong cái phần công đoạn là dát bạc, còn một lượt sơn nữa thì nó sẽ nổi vàng ánh lên. Rất là nhiều công đoạn để có thể hoàn thiện được một chiếc cuốn thư như này. Đây này, dát bạc xong mà chúng ta sẽ sơn một lượt nữa thì nó sẽ ra những sản phẩm hoàn thiện như thế này. Trong kia là còn rất nhiều những cái câu đối là chúng tôi đang dát bạc đây.